Dạ, chào con tí ạ. Ừ, đọc các bạn do bạn này cư sĩ. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ con mắt, và tôi sẽ không có ý thức, không có thức ý cứ vào con mắt. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức ý cứ vào tai. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ mũi, ý cứ vào mũi. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ lưỡi, ý cứ vào lưỡi. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ thân, ý cứ vào thân. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ ý, ý cứ vào ý. Hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ hình dạng, và tôi sẽ không có thức ý cứ vào hình dạng. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ tiếng, ý cứ vào tiếng. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ hương, ý cứ vào hương. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ vị, ý cứ vào vị. Hãy học tập như vậy. Do vậy, không chấp thủ xúc, ý cứ vào xúc. Hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức ý cứ vào pháp. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Rồi. Rồi kéo lên sư ngay khúc đồng. Em giờ sẽ nhắc lại ha. Do vậy này cư sĩ hay học tập như sau. Tôi sẽ không chấp thủ vào con mắt, và tôi sẽ không có ý thức, không có thức ý cứ vào con mắt. Thì bữa sư có giải về cái đoạn này rồi. Không chấp thủ là mình sẽ không chấp thủ vào con mắt, bể tâm tham ái tà kiến ngã mạn, tham ái tà kiến ngã mạn. Thì cái đoạn này á, trong chú giải á, là chỉ ghi là ba chi phần, không nên chấp thủ ba chi phần. Cái người nào mà chấp thủ ba chi phần vào con mắt, những cái cảm thọ mà sanh khởi lúc cuối đời, lúc lâm chung á, thì không có người nào mà có khả năng làm cho nó nhẹ cản trở lại được. Bởi vậy là không có chấp thủ bởi ba chi phần. Thì ba chi phần này ở trong phụ chú giải giải thích đó, là tham ái ngã mạn và tà kiến. Tham ái ngã mạn và tà kiến ha, có nghĩa là mình không chấp thủ bởi tham ái, không chấp thủ không chấp thủ con mắt bởi tham ái tà kiến ngã mạn. Còn cái chi thứ hai á, là tôi sẽ không có thức ý cứ vào con mắt. Thì mình phải biết rằng á, là bổ sư cũng có giảng cách này rồi, có nghĩa là mình phải hiểu là thức của tôi sẽ không sanh khởi tham ái tà kiến ngã mạn. Có nghĩa là khi mà con mắt á, khi mà mình có mắt và có sắc và không có vật gì che đậy và có ánh sáng, thì khi đó có sự tiếp xúc nhau thì chắc chắn bắt buộc là nhãn thức nó phải sanh khởi, tương tự nhĩ thức nó phải sanh khởi, vân vân. Thì khi mà nhãn thức sanh khởi thì cái đó là bắt buộc rồi, chứ ở đây là không thể nào mà không có được, không thể nào mà không có thức y cứ và con mắt, không thể nào mà sẽ có. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu là thức của tôi á, nó sẽ không sanh khởi tham ái ngã mạn tà kiến khi y cứ vào đối tượng, khi y cứ vào con mắt, khi y cứ vào tai, vân vân. Thì có nghĩa là tham ái tà kiến ngã mạn nó sẽ không sanh khởi. Giống như khi mà giờ sẽ nói giờ trước mắt là mình giảng về tà kiến tham ái ngã mạn ha. Sư sẽ giảng trước về tà kiến.
Thì khi mà tất cả mọi phiền não á, là mình phải biết rằng á, là nhất là tà kiến và tham ái và ngã mạn á, là nó đều nương nhờ do danh pháp sắc pháp mà phát sanh. Danh pháp sắc pháp ở đây á, là mình hiểu là cái thân này. Ở đời này á, có một số người á, họ không có gần gũi với các bậc thiện chí trong Phật giáo, họ không có cơ hội học về vi diệu pháp, hoặc là học không có nghe cơ hội nghe chánh pháp á, giống như mọi người. Khi mà mọi người học vi diệu pháp á, và mọi người có cơ hội, mọi người có thể biết rõ thực tánh của danh pháp sắc pháp, có thể biết rõ pháp hành thiền tuệ. Thì tà kiến ở đây là mình phải biết rằng tà kiến là tà kiến tâm sở, nó đồng sanh với lại bốn tâm tham hợp với tà kiến ha. Này mọi người học vi diệu pháp, mọi người học đến đến cái lúc mà tâm sở, tà kiến tâm sở nó sẽ đồng sanh với bốn tâm tham hợp với tà kiến. Thì mình học rồi, vi diệu pháp mình học là có tám tâm tham đúng không? Có tám tâm tham thì ở trong đó là có gì? Bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà, đúng không? Bốn tâm tham hợp tà và bốn tâm tham ly tà. Khi mà có bốn tám tâm tham á, mình có thể chia là hợp tà với ly tà là chia bốn bốn, đúng không? Hợp tà với ly tà chia bốn bốn đó. Thì những cái tâm tham mà hợp tà nó sẽ đồng sanh với tâm tâm sở tà kiến. Thì khi mà tà kiến như vậy là chấp thấy sai là chấp lầm nơi danh pháp sắc pháp, cho là ta, cho là tự ngã. Thì thế nào là thì chấp lầm như thế nào? Giờ tôi nói ví dụ, khi mà nhãn thức tâm á, có nghĩa là nhãn thức là trong trường hợp này nãy mình nói là cái nhãn thức á, nhãn thức tâm thấy đối tượng sắc hình dạng, thì tà kiến họ thấy sai chấp lầm nơi chủ thể rằng nhãn thức tâm á, là cho là ta thấy. Và tà kiến thấy sai đó, chấp rằng đối tượng sắc là người này hoặc người kia, hoặc chúng sanh này hoặc chúng sanh kia, hoặc vật này hoặc vật kia. Đó, cái đó là đối về sắc. Còn đối về âm thanh thì sao? Khi mà có một âm thanh, mình có đôi tai tốt, mình có âm thanh mà không có vật gì ngăn cản, thì khi đó là gì? Nhĩ thức tâm nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà nhĩ thức tâm sanh khởi, người nào mà có tà kiến thấy sai chấp lầm thì họ sẽ nói là đó là ta nghe. Và tà kiến thấy sai chấp lầm nơi đối tượng ấy cho là tiếng người nói nè, giống như cái tiếng mà âm thanh mình nghe, cái người nào mà họ nói với mình á, mình nghe ở đó là tiếng của người nữ nè, cái đó là tiếng hát karaoke của người nam nè, cái đó là tiếng hát của người nữ nè, cái giống như sư đang nói là tiếng Việt nè, này là mọi người nói là sư Pháp Quang đang nói nè đó, hoặc tiếng Anh hoặc tiếng gì đó, cái đó là tà kiến. Còn tương tự với ngửi mùi hương cũng vậy nữa. Khi mà có mùi hương, mình có lỗ mũi, mình không có vật che đậy, thì có khi đó cái tỷ thức tâm ngửi đối tượng hương á, các loại mùi ấy, thì cái tà kiến của mình á, sẽ cho là ta ngửi. Và tà kiến thấy sai là chấp lầm nơi đối tượng hương đó là mùi mùi thơm nước hoa, hoặc là mùi mùi tử thi, mùi đó. Thì tương tự với lại thiệt thất này nọ, sư nói sơ qua thôi ha. Thì khi mà cái người mà họ không có chánh kiến, họ không có học được Phật pháp, họ không biết được chánh pháp của Đức Phật, thì khi mà họ sắc thanh hương vị xúc pháp họ tiếp xúc, thì khi đó họ sẽ cho là ta thấy. Và những cái đối tượng mà họ thấy hoặc là họ gì, họ sẽ cho là người này, người kia, người nọ đó, cái đó là tà kiến. Cái đó nói về phương diện tà kiến ha. Còn khi mà tham ái thì sao? Giống như mình học cái tham tâm sở với tâm tham mà nói gì đồng sanh, chắc mọi người chưa học thì cái này xưa lướt qua ha. Giống như nếu mà nói về tâm tham ái á, thì nó sẽ là có cái trạng thái là nó hài lòng, nó thỏa thích, nó say mê cho những cái thứ nào là tốt đẹp, đem lại cái sự lợi lạc đó. Thì khi mà tôi nói ví dụ sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc giống như mình thấy cảnh đẹp, thanh mình nghe tiếng tốt, mình nghe những cái lời nói ngọt ngào dịu êm, hương thì mình ngửi mùi hương, thì khi mà những cái đó sanh khởi lên đó, là mình có tâm tham ái, tham đắm vào cái đối tượng đó đó, thì cái đó là tham ái. Còn khi mà ngã mạn thì sao? Ngã mạn đó, nó nghĩa là mình cho là bằng người, hơn người hoặc là thua người. Giống như sư nói ví dụ khi mà có một cái sắc pháp, có một cái sắc nào giống như mình thấy đi, khi mà mình thấy được đó, mình cho cái này, cái sắc này đó là đẹp đối ta, rồi mình cho, khi đó mình so sánh là cái này mình thấy là hơn người nè,
hoặc là bằng người nè, hoặc là thua kém người nè. Thì đó, khi mà mình ở bài kinh này á, là khuyên á, là không chấp thủ vào con mắt, ta sẽ không chấp thủ vào con mắt, là bởi tham ái tà kiến ngã mạn. Và khi mà những cái mà giống như những cái mà thấy được, nghe được, nếm được, ngửi được, vân vân, xúc chạm được, ý thức được, tí ý thức được, những cái đó đó khi mà nó sanh khởi á, nhưng bắt buộc khi mà mình chạm vào đối tượng thì nhãn thức nó sẽ phát sanh, nó sẽ sanh khởi thôi. Ở đây mình phải hiểu là không phải không có nhãn thức, mà mình phải hiểu là không sanh khi mà thức nhãn, giống như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đó, của tôi mà nó sanh khởi đó, thì mình phải làm sao để nó không sanh khởi cái tâm tham ái, cái tâm ngã mạn, cái tâm tà kiến khi y cứ vào những cái đối tượng đó. Cái này là thì cái đó là trong chú giải là có giải thích về cái vấn đề là ta sẽ không chấp thủ con mắt, và ta sẽ không có ý thức, không có thức y cứ vào con mắt. Tương tự như đó, tai sáu cái đầu mình có thể là mình ghi đó, mắt, mắt tai mũi lưỡi, thân ý, sáu cái sau là đối tượng sắc thanh, giống như tôi sẽ không chấp thủ hình dạng, tôi sẽ không có thức y cứ vào hình dạng. Cái đó là gì? Sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình có thể hiểu là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Mấy cái chữ này mình nên tập tầm quan, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Đó thì khi mà nói chung là trong về cái vấn đề này là 12 xứ, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ cộng lại là 12 xứ. Sa mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì khi mà những cái này đó, trong hai cái đoạn này á, là khi mà giờ sư nói dụ hình dạng thì tôi cũng không chấp thủ vào hình dạng bởi tham ái tà kiến ngã mạn, và khi mà tôi nhìn thấy hình dạng á, cái thức của sanh khởi, nhãn thức sanh khởi thì cũng không có sanh khởi tâm tha tâm tham ái tà kiến ngã mạn, cho là mình tham đắm vào cái đối tượng này, cho là cái đối tượng này khi mà tôi nhận được đó là hơn người hoặc là bằng người hoặc là thua người, khi mà cho là tôi, khi mà mình thấy đối tượng này cho là ta thấy, tôi thấy cái này là của tôi, rồi những cái mà đối tượng mà mình gặp được đó là cái này giống như nãy sư vừa nói đó, mà mình gặp được người nam hay mình nói ồ này là người nam, này tên kia, này ông này tên này, ông này tên kia, bà này tên kia, hoặc là khi mà mình nghe tiếng đi, cái tiếng này là của tiếng người nữ, tiếng này tiếng người nam, thì những cái đó là tà kiến, thấy sai chấp lầm ha. Rồi đọc tiếp cho sư. Xong con mắt rồi hình dạng, rồi tiếp tục là nhãn thức. Khi mà có mắt mà có sắc đó, thì sẽ nhãn thức nó sẽ sanh khởi, thì kế tiếp đó là ngài thuyết về nhãn thức. Đọc tiếp cho sư. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc, tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc, tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc, tôi sẽ không chấp thủ thân xúc, tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc. Này cư sĩ, hay học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hay học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hay học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi, tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi, tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh khởi, tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi, tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh khởi. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ địa giới,
và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thủy giới, tôi sẽ không chấp thủ hỏa giới, tôi sẽ không chấp thủ không giới, tôi sẽ không chấp thủ hư không giới, tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Thì những cái đoạn còn lại giống như nãy sư nói là đoạn đầu là nói về sáu nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đoạn sau là nói về sáu ngoại xứ. Mình có thể ghi để mình tóm gọn cái bài giảng ha, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Thì khi mà có sáu nội xứ, có sáu ngoại xứ thì nó sẽ có sáu sáu thức. Thì sáu thức đó thì sẽ có sáu xúc, khi mà xúc đó, thì sẽ có sáu thọ. Đó là những cái đoạn mà nãy giờ mình vừa đọc. Thì mà những cái đoạn này là mình phải biết là mình sẽ không chấp thủ bởi tham ái, tạp kiến, ngã mạn, và những cái thức mà y cứ vào đó đó, thì cái thức cái thức mình cũng không có sanh khởi tham ái, tạp kiến, ngã mạn. Còn khi mà nếu mà khi mà cái nãy sư đang nói về nhãn thức tâm, nhĩ thức tâm, tỷ thức tâm, thì thức tâm, thân thức tâm, thì những cái đó là mình cho là ta, ta, ta. Còn khi mà nói về ý thức tâm á, mà biết về một cái đối tượng thuộc về sắc pháp, thì tà kiến thấy sai là cho chủ thể ý thức tâm đó là cho là ta biết đối tượng sắc pháp ấy phát sanh. Giống như giờ sư nói ví dụ khi mà đi á, cái người mà họ không biết á, họ sẽ thấy sai, chấp lầm là đó, cho rằng là ta đang đi, ta đi, hoặc là đứng thì ta đứng, ta đang đứng, hoặc là khi ngồi thì ta ngồi, ta đang ngồi, khi nằm ta đang nằm. Còn nếu mà nói về ý thức tâm đó, mình phải biết là nó biết cả sắc pháp và biết cả danh pháp ha. Khi mà đối tượng của sắc pháp thì sư nói ví dụ đi, cái thân này chuyển động đó là nói về sắc pháp, thì thân này chuyển động thì ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi. Còn nếu mà nói về ý thức tâm mà nó biết về đối tượng danh pháp á, đó thì ví dụ sư nói ví dụ khi mà có tâm tham sanh khởi á, thì họ sẽ nói là ta tham. Khi mà có sân sanh khởi thì nó là ta sân, khi nào có si sanh khởi thì nó ta si. Đó, cái đó là nói về vấn đề mà danh pháp ha. Thì trong đó là có rất là nhiều cái ta ở trong đó. Cái người nào mà họ thấy sai chấp lầm á, đó, thì họ có tà kiến. Mà đặc biệt á, ở đây á, là mình phải biết rằng á, cái tà kiến mà do nương nhờ nên tà kiến mà thấy thấy sai chấp lầm nơi danh pháp, sắc pháp này, mà ta cho là ta là người, ta là người nam, ta là người nữ, ta là chúng sanh, ta là vật này vật kia, do cái tà kiến tham ái nó sẽ phát sanh và tâm ngã mạn nó sẽ phát sanh. Do mình dính mắc vào cái thân này thì tham ái nó sẽ phát sanh. Như sư nói dụ mình dính mắc vào cái thân này, mình cho là thân này của tôi, thân này tên gì, thì khi đó cái tâm tham ái của mình sẽ phát sanh nơi cái thân này. Đó, và tương tự như đó cái tâm ngã mạn mình cũng sẽ phát sanh. Giống như khi mà ai đụng chạm đến mình hay là gì đó, mình có sự so sánh. Đó, mình có sự tham đắm, mình có sự so sánh, tôi hơn người, tôi bằng người. Đó, và từ tham ái, khi mà có tà kiến tham ái nó sẽ phát sanh ngã mạn, nó sẽ phát sanh, và từ đó các tâm phiền não khác nó cũng có cơ hội phát sanh. Giống như tôi nói ví dụ khi mà có tà kiến đúng không, thì những cái bất thiện khác nó sẽ phát sanh theo tham ái và ngã mạn vân vân. Giống như tôi nói ví dụ ban đêm mà có một người họ đi đường, họ nhìn thấy một cái vật, cái một cái sợi dây á, một cái sợi dây mà họ tưởng là con rắn nằm giữa đường, thì khi mà người ấy thấy sợi dây đó, người đó thấy sai chấp lầm cho rằng đó là con rắn độc, nên người đó phát sanh cái tâm sợ hãi. Thì khi đó họ sẽ gì, họ sẽ tự làm khổ mình, và họ còn nói cho người khác nghe là làm cho người khác khổ nữa. Tương tự như vậy, giống như khi mà cái người nào họ không biết, họ cho rằng cái gì cũng là ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi, tâm tham ta sinh khởi, ta tham ta sân ta si, thì khi đó họ không biết được, và họ bắt đầu họ đi kể cho người khác, họ chỉ cho người khác, thì những người khác họ cũng đau khổ theo. Thì cái đó là sư trong chú giải thì chỉ giải thích về cái vấn đề là cái bài kinh này chủ yếu là cái khúc mà tham ái tà kiến ngã mạn này nè. Cái bài nguyên cái bài kinh này sư đọc thì sư chủ yếu là, còn những cái phần sau là chỉ giải thích thêm thôi,
Nhưng mà cái bài kinh này thực tế, thực chất á, mọi người cứ kéo giờ cứ đọc tiếp dùm sư, ta sẽ không chấp thủ địa giới. Dạ. Do vậy, này cư sĩ hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ sắc và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Này cư sĩ hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thọ, tôi sẽ không chấp thủ tưởng, tôi sẽ không chấp thủ hành, tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới. Này cư sĩ hãy học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ hãy học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ hư không vô biên xứ và tôi sẽ không có thức y cứ vào hư không vô biên xứ. Này cư sĩ hãy học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thức vô biên xứ, tôi sẽ không chấp thủ vô sở hữu xứ, tôi sẽ không chấp thủ phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi sẽ không có vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này cư sĩ hay học tập như vậy. Do vậy, này cư sĩ hay học tập như sau: tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Này cư sĩ hay học tập như vậy. Do vậy, tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác. Này cư sĩ hay học tập như vậy. Rồi rồi. Đó có nghĩa là mình nhìn từ ở trên nhìn xuống á, là cái đầu á, là sáu, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ. Rồi khi thức thì có xúc, xúc thì có thọ. Địa giới, quả giới, đó là thân tứ đại, tứ đại. Còn sắc, ở dưới là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đó là ngũ uẩn, cũng là thân, thân và tâm. Tôi sẽ không chấp thủ hư không vô biên xứ. Những cái này là nói về những cái tầng thiền thuộc về vô sắc giới. Giống như những cái tầng thiền vô Bali là Akataninsa nè. Akataninsa, Vinyaninsa, Akinsinya, Nevatinya, Latinya, Yatana. Đó. Là không có chấp thủ. Nói chung á, bài pháp này á, là ngài dạy ông cho ông cấp cô độc là khi mà mình tiếp xúc vào một cái đối tượng nào đó thì mình đừng có chấp thủ nó bởi tâm tham ái tà kiến ngã mạn. Và những cái gì mà nó sanh khởi á, giống như khi mà mình tiếp xúc vào một đối tượng nào đó, thức nó sẽ sanh khởi, thì cái thức này sanh khởi mình đừng có đồng sanh với lại tham ái tà kiến ngã mạn. Nó giống như là khi mà sư nói lại, giống như khi mà mắt mình thấy một cái cảnh đẹp đó, mình được đi du lịch, mình thấy được cái cảnh đẹp đi, thì khi đó cái tham ái mình đừng có sanh khởi, ngã mạn mình đừng có sanh khởi, tà kiến mình đừng có sanh khởi. Giống như khi mà mình thấy những cảnh đẹp đó, thì thức nhãn thức nó sẽ sanh khởi, thì khi mà nhãn thức sanh khởi thì đừng có tham ái tà kiến ngã mạn đó. Hoặc là khi mà mình thấy những cái cảnh xấu đi, những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng đó, thì khi đó tham ái tà kiến ngã mạn cũng đừng có sanh khởi. Giờ sẽ nói ví dụ cái đẹp ấy mình tham ái được đúng không, còn cái xấu thì sao tham ái được? Cái xấu là mình tham ái, mình phải hiểu là khi mà mình gặp cái xấu đó, mình sẽ tham ái trên cái việc là mình muốn cái xấu này nó mất đi và cái tốt nó sẽ tới, thì cái đó là nó cũng là tham ái. Thì khi mà tà ngã mạn thì mình cũng so sánh, và khi tà kiến thì mình cho là à, cái này là của ta, cái này là ta đang thấy. Thì tóm lại nguyên cái bài pháp này là mình phải biết rằng là cái cốt lõi bài pháp là không chấp thủ bởi tham ái thì ngã mạn tà kiến, thức của tôi sẽ không sanh khởi. Rồi thì cái đó là trong chú giải giải thích được cái giải thích cái phần đó. Và kế tiếp là ở dưới: do vậy này cư sĩ hãy học tập như sau. Cái phần này là cái ngài giảng nè: tôi sẽ không chấp thủ thế giới ở đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới ở đây. Tôi sẽ không chấp thủ ở thế giới khác và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới khác. Thì cái thế giới ở đây á, là trong chú giải có giải thích là quá tánh nát thành nàng hòa gà tít xa đàn gà tít xa đàn nàng đá nàng hòa náo bà ú bà đi giết tà mi tí á thò. Nghĩa là giống như ở thế giới đây là cái gì, là ở thế giới cõi người nè, giống như đang nói về ông cấp cô độc vậy đó, là ông đang ở sống ở cõi người thì đừng có
đừng có chấp thủ, đừng có dính mắc vào những cái giống như là quá tánh nát hành này là nơi ở, nhà cửa. Gati sadhana nàng là giống như là quần áo, vật thực thức ăn. Đó thì ngài dạy là đừng có dính mắc vào, nói chung đừng có chấp, đừng có dính mắc. Còn thế giới khác là gì? Thế giới khác là ở đây là gì? Ettabana manutta loka thabetwa teta bara loka nama. Có nghĩa là ngoại trừ cái cõi người này thì sẽ có cõi cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Có nghĩa là nơi đây mình nên hiểu, đây ghi chú sư là thế giới khác không không có thức y cứ và thế giới khác không chấp thủ thế giới khác, thì cái thế giới khác này mở ngoặc ra là ghi dùm sư là sắc giới và vô sắc giới. Bà ra lù cà nà má tê tà bà ra lù cà nà má là sắc giới và vô sắc giới. Ý đàn á tu cá đều quá lô kề nếp bát tết toa á tu cá thành này bố quý tàm ý. Ý đàn nà má khả đít tàm ý. Giống như giờ sư nói ví dụ chấp thủ vào thế giới có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sanh đến một cái cõi chư thiên và mình ở cái nơi đó, mình được ăn, mình sẽ được ăn ý đăng nà má khả đít tàm ý, sẽ được ăn cái món này, sẽ được nhai cái món này, sẽ được mặc cái áo này, sẽ được trang bị cái đồng phục này. Thì khi đó là ngài muốn là thuyết là đừng có dính mắc vào những cái đó, đừng có dính mắc vào những cái đó. Ngài muốn nói cho ông cấp cô độc đó. Ngay cả thế giới này thì ngay cái thế giới này là thế giới mà hiện tại ông đang sống, là đừng có dính mắc vào những cái khi mà chết đi, đừng có dính mắc vào nơi ở, đừng có dính mắc vào vật thực, những cái giống như là những cái vật dụng đó. Và khi mà đi ở thế giới khác thì khi mà tái sanh nơi khác thì đừng có dính mắc là tôi sẽ được ăn cái món này, tôi sẽ được nhai món này, tôi sẽ được mặc cái này, tôi sẽ được trang bị này. Thì khi đó mình phải từ bỏ những cái dính mắc, những cái tham đắm trên đó. Rồi mọi người hiểu thế giới này với thế giới khác là thế giới ở đây là cõi người, còn thế giới khác là giống như cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Rồi tiếp tục đọc giùm sư khi nghe nói vậy đi. Dạ, yeah. Khi nghe nói vậy, cư sĩ cấp cô độc khóc và chảy nước mắt. Rồi tôn giả Ananda nói với cư sĩ cấp cô độc: Này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống hay chìm xuống cõi chết? Thưa tôn giả Ananda, con không gượng lên mà sống, con đang chìm xuống cõi chết. Dẫu cho bậc đạo sư được con hầu hạ đã lâu và dầu con đã từng gần gũi các vị tỷ kheo tu tập ý lực, con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Rồi, rồi. Rồi cái mà cái chữ mà ngài dịch đó là này cư sĩ ông đang gượng lên mà sống đó, thì cái đó là chữ Pali là ôm lì giết tí. Ôm lì giết tí ở đây là trong chú giải có giải thích là Atano tam bát tiền đét toa lâm mát nề tú bế sát tí an lì giết tí tí. Nghĩa là only 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 giá tí là giờ sư nói cái nghĩa mà dịch theo chú giải là gì, là dính mắt, dính mắt. Có nghĩa là trong trường hợp này á, là ngài đang hỏi ông, ngài Ananda hỏi ông cấp cô độc là ông có đang dính mắt không, ông đang dính mắt không. Tại vì nhìn vào những cái tài sản mà dính mắc vào đối tượng mà đó, thì khi đó ngài hỏi là có dính mắc hay không. Thì khi đó ngài Ananda ngài mới nghĩ là ý trí giác tâm mà Ananda ayam biến là má giác bất trí e quan tết đo bát tân no má ra ná bá giác tá bà giác tí y nho con ná bá giác tá tí tí. Ngài nói, ngài nghĩ rằng ngay cả ông cấp cô độc, ngay cả ông cư sĩ cấp cô độc có cái đức tin như vậy, có cái sự ngưỡng mộ như vậy mà ngay cả ông còn sợ hãi cái sự chết, thì nói gì đến những cái người nào đó mà không sợ hãi cái sự chết. Thì khi mà ngài nghĩ như vậy đó, ngài mới giáo giới cho ông cấp cô độc đó, là thì ngài mới nói là này cư sĩ, ông đang gượng lên mà sống hay chìm xuống cõi chết đó. Cái này đang gượng lên mà sống thì mình phải hiểu là đừng có dính mắc. Thì khi đó ông mới nói là ông không có dính mắc,
ông không có chìm xuống, ông không dính mắt, ông chìm xuống. Chìm xuống đây là mình giống như mình kiểu hiểu hiểu kiểu cái tâm á, cái tâm nó bị cái tâm nó dạng như nó gọi là nó bị chùng xuống, chùng xuống á, đúng rồi, chùng xuống đó, mình hiểu vậy ha, có nghĩa là ông không có bị dính mắt và ông cũng không có bị chùng xuống. Thì ông mới nói tiếp á là cái pháp như vậy đó ông chưa từng được nghe đúng không? Tại vì ông tu sĩ này đó, ông nói là cái pháp như vậy ông chưa được nghe, nhưng mà thật ra là không phải là Đức Phật không có thuyết những cái pháp phi tế. Kiền tách hà ê quá du bền tú khá màn ram bị ra cách thành nát cách thể tí tí nô nát cách thể tí, có nghĩa là không phải là ngài không có thuyết những cái pháp phi tế, những cái pháp mà nó sâu sâu lắng, những cái pháp thoại mà nó dạng sâu vi tế ngài vẫn có thuyết. Ngài vẫn có thuyết về sáu nội xứ nè, sái sát tí cành lý à giá tá là lý nè, sáu ba hí cành lý nè, sáu quy nhàn na ca giá nè, giống như ngài vẫn thuyết. Giờ lặp lại nè, cái này là đang lặp lại những cái đoạn mà vừa nói đó, là sáu nội xứ nè, ngài vẫn thuyết sáu nội xứ. Đức Phật vẫn thuyết sáu ngoại xứ, nhưng Phật trước vẫn thuyết sáu thức, sáu sáu xúc, sáu thọ, sáu đà trú, vẫn thuyết về năm cái ngũ uẩn, những thuyết về ngũ uẩn, vẫn thuyết về bốn cõi trời. Thì này là đang cái đoạn Pali trong chú giải này đang lặp lại toàn bộ cái mà mình vừa được được học trong cái đoạn này nè, là Đức Phật đều có thuyết hết. Nói chung là những cái đoạn này là Đức Phật đều có thuyết hết. Nhưng mà mình phải biết rằng là tại sao ông cư sĩ này, ông cấp cô độc này không có nghe được. Tại vì sao? Tại vì Ú bà ta co đà nà đi múc to đà nà bí ra to bút đà nà tình càng cái sành to chú xá thà nát ra tóc bút bò, có nghĩa là ông này á, ông cấp cư sĩ cấp cô độc này, ông thiên về cái sự bố thí, ông hoan hỷ trong cái việc bố thí. Nên thường á, ở trong đây cũng có đề cập lại là nên thường ông đi đến Đức Phật á, ông không bao giờ mà đi đến tay không á. Buổi sáng á, thì ông đi với lại cháo trắng những cái vật thực để nhai ông đi, còn sau bữa ăn thì ông đem nào là bơ, nào là mật ong vân vân, nào là đường. Ngay cả khi mà không có những cái món đó, ông vẫn đi với ông giống như ông đem cát vậy đó, hòa lý càng gà bét qua gành đá cu tí bà rí quỳ nè ô ký là bê tí, có nghĩa là mặc dù không có những cái đồ đó, ông vẫn đem cát theo để ông trải quanh cái cốc của hương cốc của Đức Thế Tôn đó. Đó có nghĩa là ông rất là hoan hỷ trong cái việc làm phước, không việc bố thí đó. Thì ông hoan hỷ đà nàng đất qua tiên làng đất khách qua ghi hàng cho to, thì ông chỉ hoan hỷ trong cái việc là ông thích làm phước bố thí rồi ông giữ giới, sau đó ông trở về nhà, nó là vậy. Thì bởi vậy mới tương truyền rằng là ông cư sĩ cấp cô độc này giống như Đức Bồ Tát vậy đó. Đức Bồ Tát mà chuyên hành giống như kiểu là ông không có chăm chú vào những cái phước thiện, giống như là nói về cái họ vấn đề mà nâng cao ở ngoài cái bố thí trì giới, ông chỉ là trong cái việc bố thí, tại vì ông hoan hỷ cái việc bố thí. Bởi vậy mới tương truyền rằng là ông giống như là một cái người mà Đức Bồ Tát vậy đó. Bởi vậy khi mà tất cả mà ba qua qua sa tú quy tất trí đẳng quý sanh ý của bà đã cách tá dụ về ná đà ná cách tham mình quá cách thể tí, nghĩa là bởi tại do đó đó Đức Thế Tôn mới trong suốt 24 năm sa tú quy tất trí 24 năm, trong suốt 24 năm, nhưng mà ngài khi mà ngài nói pháp với ông cư sĩ này là chỉ nói về gì, đà ná cà thám mê quá có chữ ê quá trong này là chỉ nói về cái pháp liên hệ đến bố thí thôi, chỉ nói với ông là những cái pháp liên hệ bố thí. Bởi vậy ông không có nghe được cái những cái pháp nào là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ vân vân, ông không nghe được những pháp thoại liên quan đó. Tại vì ông là người mà thích hành trì bố thí thì Đức Phật biết căn cơ ông, thì Đức Phật chỉ thuyết về những cái mà liên quan đến cái pháp bố thí thôi. Cú bà ta cá ý đà đà nà nà má bồ đi tát đà nà gá tá mê go má dâm bí gá tá mê go má dạ tá 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 cấp bà đi cà ní sá đà rí à tình chê gà ní đà nà đi nàng đoài mà dàm mấy gá tá mấy gá mê quá đúng cái sách tí. Nghĩa là ngài nói này ông cư sĩ, cái pháp mà bố thí á, là cái con đường mà ở đây mình để ý nha, con đường đi của các Đức Bồ Tát,
nghĩa là bố thí là con đường đó, con đường đi của các Đức Bồ Tát. Tại vì mình muốn gì thì mình ở đây là nói là bố thí nè. Đó, ta cũng là đi trên con đường này, có nghĩa là ngài cũng nói là ta cũng đi trên cái con đường bố thí để trở thành Đức Thế Đức Phật đó. Khi mà ngài còn làm Đức Bồ Tát đó, nói ta bổ túc trong suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp đó, ta luôn luôn làm phước thiện bố thí, ta luôn 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 bố thí. Thì bởi vậy bây giờ ông đó, hãy hãy đi theo trên con đường của ta, giống như ông hãy 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 đi theo con đường của ta, là ông hãy tiếp tục ông làm phước bố thí. Bởi vậy ông là Đức Phật, khi mà Đức Phật gặp ông Cấp Cô Độc này à, là chỉ nói về những cái pháp mà liên hệ đến bố thí mà thôi. Bởi vậy đó, ông mới nói với là ông mới bạch đó, là con chưa từng được nghe một thầy thuyết pháp như vậy đó, ông chưa từng được nghe. Mà đặc biệt cái nữa là gì, đâm mà tên là bất tí à đã do ha ta quả cảm biết ta nói ta nói tành tí cà gắt tắc cà lề đã nát cái tham mê quá tắc cà thìn tí, nghĩa là ngay cả ngài gọi là tướng quân chánh pháp á, tướng quân chánh pháp á, ngay cả ngài á, hoặc là những cái vị mà đại thanh văn á, khi mà ông Cấp Cô Độc này đi đến các ngài cũng vậy nữa, các ngài cũng biết là những cái pháp liên quan đến bố thí à, đà na ca tha mê quách tá chát thiền tí, là chỉ nói những cái pháp mà liên quan đến bố thí thôi, chứ ngoài ra cũng không có nói những cái pháp. Mà bởi vậy là ông không có nghe được là sáu nội xứ, mà hôm nay mọi người được nghe như thế này, mọi người cũng mong dạng là những người mà có phước đặc biệt ha, nên mình phải biết là mình được nghe những cái pháp mà liên hệ đến sáu nội xứ sáu ngoại xứ mình vừa được nghe đó, thì khi đó mình đừng có chấp thủ bởi tham ái tà kiến ngã mạn. Mà khi những cái đó nó sanh khởi thức thì thức sanh khởi, thì khi đó thức đó đừng có đồng sanh với tham ái tà kiến ngã mạn. Có nghĩa là khi mà mình gặp một cái gì đó thì mình đừng có, như giống như sư nói dụ mắt đi, mắt thấy sắc đi, thì mình đừng có cho này là của ta này, khi mà mình đừng cho là của ta thì khi đó mình sẽ không có tâm tham ái. Khi có không có tâm tham ái thì mình sẽ không có sự ngã mạn, so sánh là tôi được như vậy, người này không được như vậy. Đó, thì khi đó mình sẽ bớt đi được những cái phiền não, nó sẽ lặng lặng đi theo sau cái thằng tham ái tà kiến ngã mạn. Không phải chỉ tham ái tà kiến ngã mạn đâu nha, còn những cái phiền não khác nó sẽ lặng lặng đi theo sau. Thì đó. Rồi giờ nói tiếp đến cái đoạn đâu đây sư đâu này, nói giờ này cư sĩ thuyết pháp giờ đến gì? Này cư sĩ thuyết pháp như vậy, không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng, này cư sĩ thuyết pháp như vậy nói cho các hàng xuất gia. Thì trong đây tại sao lại có câu này, thì mình phải biết rằng ngay cả ở đây có nói là cái há bát tí ghi hi nàng nà má khét tá quốc thú hi đình nhá trú quanh nát đạt kỳ đạt tá bốc tá bà lý già đi trú trét bò lá do trét bà ni cần tí bà lý giúp thành nàng tê tàng ác tha là do nát cà tắc bò ní cành tê nát cà tắc bà cái thà nát bát tí nát rú sát tí tí, nghĩa là mình phải biết người đời, người cư sĩ áo trắng, theo người cư sĩ áo trắng ở đây có chữ nà má nè, ghi này nà má có nghĩa là người cư sĩ áo trắng được định nghĩa là như sau, được định nghĩa là giống như là những người cư sĩ họ sẽ có cái sự dính mắc ưa thích, dính mắc ưa thích trên gì, trên đồng ruộng, trên đất nè, đồng ruộng nè, bạc nè, vàng nè, người gì đà tỳ là người hầu nữ nè, đà tá người hầu nam nè, bút tá là con trai nè, bà lý giá là vợ nè, có nghĩa là họ có sự dính mắc về vợ con, tài sản vật chất vân vân, thì do họ có sự dính mắc như vậy đó. Mà bây giờ nói đừng có giống như nói đừng có tham ái, đừng có tà kiến, đừng có ngã mạn, thì khi mà nói như vậy đó, là những cái lời nói họ sẽ không có, họ không sẽ không có ưa thích, thì khi mà họ mua thích thì họ sẽ không có rõ được cái lời nói đó, họ sẽ không có hiểu được cái lời nói đó. Bởi vậy khi đó đó là cái pháp này là không có nói cho cái hàng tại gia mà chỉ nói cho cái hàng xuất gia mà thôi đó. Vậy thưa tôn giả, đọc tiếp một sư. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sariputta, có những thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lại.
nhưng nếu được nghe họ có thể biết được chánh pháp. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda sau khi giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, thân hoại mạng chung, và sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi Tusita Đâu Xuất Thiên. Rồi thiên tử Cấp Cô Độc khi đêm đã gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Cheta Vana Kỳ Đà Lâm với dung sắc thù thắng, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên, thiên tử Cấp Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau. Rồi. Nghĩa là ở đây là trong chú giải giải thích là đi đến Thế Tôn. Đi đến Thế Tôn thì tại sao là đi đến Thế Tôn? Thì tú tí tà vào quanh này ký rách tá ní bách tá mách tá tê quá. Thì khi mà ông được tái sanh về cái cõi gọi là Đâu Xuất Thiên á, cõi Đâu Xuất á, thì ông có cái thân hình khoảng 3 gậu tá, có nghĩa là theo cái đơn vị mà tính á, là 3 gậu tá, nghĩa là nó lớn á, mà được giống như là cái thân toàn là bằng vàng chói sáng, bởi cái thân hoặc là những cái mà xung quanh giống như là mà ná là lâu đài hoặc là vườn trụ đó, là khi mà ông thấy được những cái mà gọi là cái tài sản, cái vật chất như vậy đó lớn quá, thì ông mới suy nghĩ là ở cõi người đó, ta đã từng làm cái nghiệp gì. Thì cái này thường á, trong nhiều cái bài kinh cũng có đề cập tới, giống như khi mà mình tái sanh lên làm chư thiên này, khi đó mình thấy những cái xung quanh của mình, giống như mình thấy thân của mình được chói sáng, được đẹp, được lớn mạnh, rồi lâu đài của mình được như thế này, được như thế kia, rồi mình có người hầu thì giống như thiên hầu đó, thì khi đó sẽ có suy nghĩ là trong quá khứ giống như mình đã từng trong cõi người mình đã từng làm cái việc thiện gì, làm cái điều gì mà mình được tái sanh. Thì khi mà ông nhìn như vậy đó, thì ông thấy là tri tú ra tánh nền tú ở đi cái này đất qua sinh tư tí. Thì khi mà ông thấy như vậy là ông thấy là do ta có niềm tin trong sạch nơi Tam Bảo, mà ta làm nhiều cái điều phước thiện nơi Tam Bảo. Thì khi đó ông mới suy nghĩ tiếp, cái này hay nè: Bá mà đắc thành ná mí đàn đê quá tàn, đê quá đắc tàn, cái này con Bali này, đê quá đắc tàn ha. Đề quá đắc tài nà má ý mà giá hí mê tâm bất tí già mô đá mà nát tá tá tí tâm mô tô bí tí già. Có nghĩa là ông theo ông nhận định đó, tái sanh lên cõi chư thiên đó, là nhân của sự dễ vui. Theo ông nhận định đó, mọi người thấy bậc thánh không? Tu Đà Hoàng nhận định đó, tái sanh lên cõi chư thiên đó, là nhân của sự dễ vui. Còn mình ở đây là có số người mong tái sanh lên cõi thiên ha. Còn như cái vị là tái sanh lên cõi thiên đó là nhân của sự dễ vui. Thì khi mà tại sao nhân dễ vui là khi mà mình thấy được những cái tài sản, những cái vật chất, những cái như vậy đó, thì mình sẽ hoan hỷ, mình sẽ đắm chìm trong đó, và mình sẽ không có sự chánh niệm, khi đó mình sẽ có sự dễ vui. Thì bây giờ ông nói là hành đà hàng dành qua má má xê quá ná dê ta quá ná ta xê quá bé khu tăng gách ta xá ta thà gách ta xá đi giá mấy gách ta xá ta đi quýt tách tê gách xá quanh nàng cách hết toa cách to gần to ta mới tìm đúng bầu hết tàm ý. Thì bây giờ ông nói là, hay bây giờ là ta sẽ đi đến là đi đến cõi người á, đi đến cõi người ta sẽ nói những cái lời khen ngợi về cái rừng, về cái chùa, về ta quá ná đó, giống như mình thấy ở câu kệ mình thấy không. Thiên tử Cấp Cô Độc nói lên Thế Tôn bài kệ sau đây: rừng Chê Tá Quá Ná tốt đẹp phước lành này đó. Cái đó là đang khen ngợi về cái rừng Chê Tá Quá Ná, rồi khen ngợi về cái những khen ngợi hội chúng tăng, khen ngợi Đức Thế Tôn, khen ngợi về thánh đạo, khen ngợi về ngài Xá Lợi Phất. Thì sư cũng nói rồi, trong các đệ tử của Đức Thế Tôn thì ông Cấp Cô Độc này rất là ngưỡng mộ ở nơi ngài Xá Lợi Phất ha. Đó, ông khen ngợi ngài Sa Lợi Phất, thì sau khi khen ngợi ta sẽ trở về nơi đây, ta sẽ hưởng cái sự an lạc, hưởng những cái tài sản, những cái lợi lạc này. Thì khi đó do ông nghĩ như vậy đó, ông mới đi đến Đức Thế Tôn đó, thì mới có là trong chú giải mới giải thích là
với dung sắc thù thắng đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, đứng một bên, thiên tử Cấp Bồ Đọc nói với Đức Thế Tôn bài kệ sau đây, có nghĩa là thiên tử Cấp Bồ Đọc nói lời khen ngợi, nói lời khen ngợi với Đức Thế Tôn sau đây. Giờ đọc sư cái bài kệ ha. Dạ. Rừng Xe Tá Quán Á tốt đẹp, phước lành này được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được pháp vương trú trì ban hoan hỷ cho ta. Nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình, suy tư pháp chân chánh, được thanh tịnh ở đây. Như Sariputta về tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỷ kheo nào đã tới bờ bên kia, hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Thiên tử. Dạ. Thì cái câu kệ đầu đó là được chư thiên chúng tăng, ở đây là mình hiểu là hội chúng tỳ kheo tăng, thường hội chúng tỳ kheo tăng thường lui tới an trú. Thì cái bài kệ này là cái bài kệ đầu tiên, là mình phải biết là vị thiên giờ bây giờ là mình gọi là thiên nam cấp cô độc nha, thiên tử cấp cô độc chứ không gọi là cư sĩ cấp cô độc nữa. Tại vì lúc này cái bài kinh này là ông đã tái sanh lên cõi đâu xuất rồi, ông là thiên tử cấp cô độc. Thì ông thiên tử cấp cô độc là nói cái bài kệ đầu, là nói cái lời khen ngợi đối với cái chùa Chê Tá Quán Á, đường Chê Tá Quán Á. Rồi kế tiếp á, cái bài kệ thứ hai là cái bài kệ mà mọi người cần phải lấy giấy viết ghi học. Nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh. Mình phải để ý cái khiến chúng sanh thanh tịnh. Thì khiến chúng sanh thanh tịnh ở đây là mình phải hiểu là đạo quả đó, có nghĩa là nói về các bậc thánh đạo quả, không phải do giai cấp, không phải do tài sản, khiến chúng sanh thanh tịnh. Thì ở đây là mình nên hiểu là ở đây cái bài kệ thứ hai là đang khen cái gì, đang khen ngợi về thánh đạo. Mình ghi nha, đang khen ngợi về thánh đạo ở Rí Giá Mé Cách Tá Quanh Nàng Cách Thiền To đó. Cái bài kệ thứ hai là khen ngợi về thánh đạo. Rồi giờ cái nghiệp á, mình thấy cái nghiệp đúng không? Nghiệp thì nghiệp là tác ý đó, do tác ý, do sau khi đã tác ý rồi hành động với thân khẩu ý, thì do đó Đức Phật gọi là nghiệp. Thì nghiệp mình phải hiểu là tác ý, mà trong đây á, tác ý mình phải hiểu là tác ý nó đồng sanh với lại đạo. Này tác ý không phải tác ý bình thường, tác ý này là tác ý đồng sanh với đạo ha. Này không phải là dành cho phàm phu, cái tác ý này là đồng sanh với đạo. Còn cái minh á, cái minh á là mình phải hiểu là mé gá bình nhàn là trí tuệ đồng sanh với đạo. Đạo ở đây là đạo quả đó, đạo quả trí tuệ đồng sanh với đạo. Có nghĩa là mình phải thấy cái chữ là khiến chúng sanh thanh tịnh, cái chữ chúng sanh thanh tịnh mình phải biết đó là đạo quả, đạo quả chứ không phải là dành cho phàm phu. Nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên, là chính nhờ các pháp trên mà liên hệ đến đạo, là khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản, chứ không phải là nghiệp bình thường, minh bình thường, chánh pháp bình thường, giới bình thường mà nhờ các pháp đó mà chúng sanh thanh tịnh. Mình phải hiểu là nó đồng sanh với đạo. Thì cái nghiệp á là mình ghi là tác ý đạo, tác ý đồng sanh với đạo. Còn cái minh á là mình ghi là trí tuệ đồng sanh với đạo. Còn cái chánh pháp á là ở đây là giải thích cái chữ pháp ở đây là tá mà tí bét khí co đâm mò, có nghĩa là pháp này là pháp và pháp một phần của định, pháp một phần của định. Ta mà đi bét khí coi đâm mò. Rồi giới tối thượng sinh mạng, mình bỏ dấu phẩy ha. Cái mà giới tối thượng sinh mạng đó là mình phải bỏ dấu phẩy, có nghĩa là đây là đang nói là gì. Tí lề bát tát thí tát tá di quý tàng út tâm màn tí đắc tề tí, mình phải bỏ dấu phẩy ha. Giới tối thượng sinh mạng có nghĩa là cái người nào mà với cái sự sống mà họ sống với cái sự giới hạnh thì cái đó người đó được gọi là cao thượng.
Đó, giới tối thượng sanh mạng bỏ dấu phẩy, nó không phải là hai câu, nó là một câu thôi. Có nghĩa là đang nói là cái người nào giữ giới là cái người nào mà sống với cái sự giữ giới đó, cái đó là tối thượng đó. Là đang nói là một câu thôi nha, giới tối thượng sinh mạng. Cái người nào mà giữ giới, sống có sự giữ giới là cái người đó có sinh mạng tối thượng, có cái cuộc sống cao thượng. Đó, mình phải hiểu vậy. Đó. Rồi mọi người ghi hết rồi ha. Rồi còn cái thứ hai, Á-tha-hòa là đây chú giải có giải thích thêm còn một cách khác để hiểu về cái vấn đề này nữa, có nghĩa là nghiệp minh chánh pháp đó. Còn cách thứ hai nữa, cái nãy là cách thứ nhất, bây giờ là cách thứ hai nè. Về cái chữ minh á, mình mở ngoặc ra dùm sư á, là chánh kiến chánh tư duy. Chữ minh á, nó là chánh kiến chánh tư duy. Chữ minh nó mở ngoặc ra nó là chánh kiến chánh tư duy, có nghĩa là cái này là đang nói về bát thánh đạo. Bát chánh đạo mình có hiểu là bát chánh đạo nó có bát chánh đạo liên quan đến siêu thế, có nghĩa là bát chánh đạo của bậc thánh, và cái thứ hai là bát chánh đạo liên quan đến hiệp thế là bát chánh đạo phàm phu. Ở vậy trong cái trường hợp này là mình phải hiểu là bát chánh đạo liên quan đến bậc thánh ha. Bởi vậy mới khiến chúng sanh thanh tịnh. Chúng sanh thanh tịnh là mình phải hiểu là nói về cái câu này là đang nói về thánh đạo. Nãy sư có nói rồi đó. Cái câu thứ hai ngay cái từ ban đầu là sư đã nói là đi giá mấy cách táo quanh bằng cách hình trâu, có nghĩa là cái câu này là ông đang khăn lại về thánh đạo, thì những cái mà liên quan về nghiệp minh chánh pháp giới là nó đều liên quan về là giới của bậc thánh vân vân, nó là đều là của thánh hết chứ không phải là của phàm phu ha. Đét thí tìm cấp bo thì minh á là mọi người mở ngoặc ra là mọi người ghi dùm sư là chánh kiến chánh tư duy là nó thuộc về trí tuệ á, chánh kiến chánh tư duy là thuộc về trí tuệ á. Còn đâm mô là ở đây là mình ghi là chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định. Chánh tinh tấn chánh niệm chánh định. Còn giới á, giới tối thượng sanh mạng á, là mình ở đây mình ghi là cái gì, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Đó, còn tối thượng sanh mạng ở đây cũng nên được hiểu là cái người nào mà có cái sinh mạng giống như họ sống bằng cái sự là giữ giới thánh giới á, giữ giới á. Đó thì người đó là cái người được gọi là cao thượng trong cái sinh mạng sống, có nghĩa là người đó sống cuộc đời cao thượng, nó giữ giới là sống cuộc đời cao thượng. Thì cái thứ hai á, cái nghĩa thứ hai là mình nên được hiểu là nó đồng sanh với đại bát thánh đạo ha. Thiền ghi kề ná mấy kề ná tách tà quý túc giành trí, có nghĩa là chúng sanh được thanh tịnh bởi bát tám thánh đạo. Để dùm sư là có chữ thánh nha, tám thánh đạo, tám thánh đạo, bát thánh đạo. Thiền ghi kề ná mấy kề ná tách tà quý túc giành trí, chúng sanh được thanh tịnh bởi tám thánh đạo. Đó, chứ ở đây đó, mình có hiểu là cái này, cái câu kệ này liên quan đến thánh đạo chứ không phải là cái là phàm phu ha. Do vậy bậc hiền giả, do đến câu kệ thứ ba, do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình suy tư pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây. Nghĩa là do vậy bậc hiền giả là mình hiểu là do cái thánh đạo nó làm trong sạch thanh tịnh chứ không phải là do gì,
do giai cấp hay do tài sản. Đó, không phải do giai cấp hay do tài sản. Bởi vậy mà mình phải suy tư pháp chân chánh. Đó, mình phải suy tư pháp chân chánh. Ở đây có nghĩa là mình suy tư cái pháp mà nó liên hệ với lại định. Đó là cái thứ nhất ha. Cái cách thứ nhất. Suy tư pháp là phần của định hoặc là liên hệ định. Cái này cũng thánh đạo. Còn một cách khác nữa, ở đây có ghi là ở Thái Hòa. Còn một cách khác nữa là mình suy tư năm uẩn, pháp năm uẩn, pháp uẩn, pháp ngũ uẩn. Đó, một cách khác mình suy tư pháp ngũ uẩn. Thì khi mà mình cái ở trên đó mình nói về sư vừa nói là suy tư pháp chân chánh, ở đây là suy tư pháp liên hệ định, thì cái đó nó sẽ được trong sạch thánh đạo. Nó sẽ trong sạch thánh đạo. Còn ở dưới đó, suy tư về năm uẩn thì nó sẽ trong sạch tứ thánh đế. Sát trụ tú tí xề tú à, tứ thánh đế ha, trong sạch tứ thánh đế. À, cái quả thứ ba là xong rồi. Thì bây giờ mới tới là như Sariputta về tuệ giới tịch tịnh, thì bây giờ mới nói là ý đà ní ta đi quốc tách thê rách tá quanh nằm cái thiền to. Bây giờ mới là khen ngợi ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ là bắt đầu là khen ngợi ngài Xá Lợi Phất. Ý nói là trong các vị mà trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất là ngài, ngài là bậc nhất. À, còn cái việc về tịch tịnh, mình phải tịch tịnh, mình hiểu là gì? Tịch tịnh là nghĩa là tịch tịnh phiền não ha. Ký lê tá ú bá tá mề ná, tịch tịnh phiền não. Đó là mình ghi tịch tịnh phiền não. Còn về tuệ về giới thì dễ hiểu rồi, còn tịch tịnh là mình phải hiểu là tịch tịnh phiền não. Bá riêng gá trò đã tới bờ bên kia, đã tới bờ bên kia là mình hiểu là tới niết bàn. Niết bàn nàng gá trò là tới niết bàn. Tới niết bàn, tới bờ bên kia là tới niết bàn ha. Do co xí niết bàn nàng bát to bát khú to e tà quá paramoti già, cái người bất luận vị tỳ kheo nào mà đến đạt được niết bàn thì vị đó là đạt được tối thắng. Thì trong các vị đó, đó là không có ngài, không có vị nào mà cao thượng hơn ngài Xá Lợi Phất. Ná thề đề ná út tá bí tá lo ngà má thi tí quá đá tí. Đó, không có vị nào cao thượng Xá Lợi Phất. Đó về giới, về tuệ, về giới, về tịch tịnh phiền não. Bất luận vị tỳ kheo nào đã tới bờ bên kia hãy đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Đó, cái đó là bài rồi đọc tiếp một sư thiên tử cấp cô độc nói như vậy. Dạ, thiên tử cấp cô độc nói như vậy. Bậc đạo sư tán đồng. Rồi thiên tử cấp cô độc suy nghĩ, bậc đạo sư tán đồng ta. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn khi đêm ấy đã mạng, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, đêm nay một vị thiên tử khi đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh chê ta quá ná, với dùng sắc thù thắng đã đi đến ta. Sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, đứng một bên, vị thiên tử ấy nói lên với ta bài kệ sau đây: rừng chê ta quá ná, tốt đẹp phước lành này được chư thiên chúng tăng thường lui tới an trú, được pháp vương trú trì ban hoan hỷ cho ta. Nghiệp minh và chánh pháp, giới tối thượng sanh mạng, chính nhờ các pháp trên khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải do giai cấp, không phải do tài sản. Do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình, suy tư pháp chân chánh, được thanh tịnh nơi đây. Như Bút Tá về tuệ giới tịch tịnh, bất luận tỷ kheo nào đã tới bờ bên kia hay đạt được tối thắng trong những pháp kể trên. Nói vậy xong, này các tỷ kheo, vị thiên tử ấy suy nghĩ: bậc đạo sư tán đồng ta, sau khi đảnh lễ thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Khi được nghe nói vậy, con giả Ananda bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là thiên tử khắp cô độc chăng? Bạch Thế Tôn, cư sĩ khắp cô độc có lòng tịnh tính bất động đối với tôn giả Sariputta. Lành thay Ananda, những gì có thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến. Này Ananda, chính khắp cô độc là vị thiên tử ấy, không một ai khác. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ ứng thọ lời Thế Tôn dạy. Này nói chung cái bài kinh này đó là bài kinh cũng đi sâu, nên bài kinh này nó liên quan đến học, giống như nãy cái phân tích về câu kệ nghiệp minh và chánh pháp với tới thượng sanh mạng đó. Đó thì nãy sư cũng có phân tích, thì mọi người có thể ghi lại ha, ghi lại rồi có thể hiểu được cái bài kinh như vậy. Rồi do vậy bậc hiền giả thấy rõ mục đích mình suy tư pháp chân chánh được thanh tịnh ở đây. Đó, được thanh tịnh ở đây là có hai cái. Thứ nhất là được được thanh tịnh ở thánh đạo. Thứ hai là được thanh tịnh ở tứ thánh đế. Nó được thanh tịnh ở thánh đạo và được thanh tịnh ở thánh đế, tứ thánh đế ha. Được thanh tịnh ở đây là được thanh tịnh ở thánh đạo, đó là cách một. Cách hai là được thanh tịnh ở tứ thánh đế, thì nói chung là giải thoát, được trong sạch, được thanh tịnh là được trong sạch, được giải thoát. Thì tóm lại bài pháp này thì đâu để xem coi còn cái gì để dạy. Nói tóm lại là cái bài pháp mà tóm gọn là đừng có chấp thủ bởi con mắt, bởi chấp thủ con mắt bởi tham ái tà kiến ngã mạn, và khi mà thức sanh khởi từ đó thì cũng đừng có đồng sanh tham ái tà kiến ngã mạn. Thì gốc cuộc của bài pháp này là cái cốt lõi nó nằm ở đó. Rồi nghe giờ mình hồi hướng ha. Mọi người nghe có hiểu không? Mọi người hiểu mà bấm số 1 cùng sư. Nãy giờ sư nói như giải thích đây là bài pháp về giới cấp cô độc xong thì xong hôm nay là tuần sau, cho lần sau mọi người nghỉ Tết, Dạ. tuần sau mọi người nghỉ Tết Dạ, để con thông báo lên nhóm. mọi người hoan hỷ, hiểu hết rồi hoan hỷ.